Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc, hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Năm 2019, dành hàng tỷ đồng thực hiện chuyển đổi giống cây trồng tái canh cà phê. Phát triển cà phê đặc sản ưu tiên hàng đầu để tăng vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Con số hôm nay, Trung Quốc nhập 200.000 tấn dưa hấu mỗi năm và cơ hội để Việt Nam xuất khẩu bền vững vào thị trường này. Chuyện nhà nông, trồng dâu nuôi tầm công nghệ mới tại huyện Lâm Hà giúp nông dân làm giàu. Thưa quý vị và quý bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin về tình hình sản xuất nông lâm, ngư nghiệp đáng chú ý tại tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, tỉnh Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong đó rau, hoa, chè, cà phê là những loại cây trồng chủ lực được nhiều nông hộ tập trung đầu tư. Để ổn định năng suất, nâng cao chất lượng nông sản, một trong những biện pháp được bà con nông dân áp dụng đó là sử dụng các loại nông dược để bảo vệ cây trồng. Vì thế mà lượng rác thải gồm có chai nhựa, gói thuốc bảo vệ thực vật, bao bì thải ra hàng năm tương đối lớn, từ 357 đến 391 tấn một năm. Để bảo vệ môi trường nông thôn, một trong những tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương hiện nay, bên cạnh các giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức của nhà nông, việc thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã được triển khai. Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đặt trên 600 bể thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật, với diện tích 15.800 hectare. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chức năng, tại một số địa phương vẫn chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa cấp tỉnh, cấp huyện với ngành chức năng chuyên môn trong tổ chức quản lý, hướng dẫn thực hiện thu gom rác thải nông nghiệp, đặc biệt là bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Số lượng bể thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật được xây dựng ở các địa phương còn ít, chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tế ở các địa phương. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, với gần 175.000 hectare, cà phê hiện là loại cây trồng mang lại nguồn thu chủ lực cho hàng chục ngàn nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trước đòi hỏi ngày càng cao của thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu, bà con nông dân Lâm Đồng đã tăng cường nhiều giải pháp đầu tư, chăm sóc cây trồng tiên tiến, đẩy mạnh tái canh những diện tích cà phê già cỗi cho năng suất và chất lượng thấp bằng những giống cà phê đã được khảo nghiệm và mang lại hiệu quả khả quan. Ngành nông nghiệp địa phương cũng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ hướng về cơ sở nhằm giúp nhà nông có nguồn giống đảm bảo, kỹ thuật tái canh khoa học. Đến thời điểm này, đã có trên 55.000 hectare cà phê được tái canh bằng các giải pháp như ghép cải tạo, phá trắng trồng mới. Với những diện tích cà phê tái canh thành công, năng suất bình quân ổn định từ 5 tấn đến 7 tấn một hectare một năm. Thời gian gần đây, do giá cà phê vối nhân trên thị trường giảm so với trước, nên nông dân Lâm Đồng đã ưu tiên đầu tư xen canh nhiều loại cây trồng khác trong vườn để ổn định thu nhập. Hiện nay, sầu riêng, bơ, mắc ca là những loại cây được nhiều nông hộ chọn trồng xen trong vườn. Năm 2019, tỉnh Lâm Đồng đã dành khoảng 1,2 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi giống cây trồng, tái canh cà phê nhằm giúp nông dân khu vực chuyên canh trẻ hóa vườn cà phê hiệu quả và khoa học. Vâng, cũng là câu chuyện về cây cà phê. Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai tái canh áp dụng khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân tăng chất lượng cà phê, việc phát triển cà phê đặc sản cũng đang là một ưu tiên hàng đầu để tăng vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Cà phê đặc sản là loại cà phê đạt 80 điểm trở lên theo thang điểm 100 của Hiệp hội Cà phê Đặc sản Hoa Kỳ. Thang điểm này được xây dựng theo nhiều tiêu chí, trong đó có các yếu tố liên quan đến thổ nhưỡng, mùi hương, độ chua, ngọt, chất lượng hạt và phương thức chế biến. Để biết cà phê Buôn Ma Thuột có thể làm được cà phê đặc sản hay không, trong hai niên vụ 2015-2016 và 2016-2017, Đắk Lắk gửi 130 mẫu cà phê tại các vùng nguyên liệu chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột để các chuyên gia thử nếm đánh giá về chất lượng. Kết quả có hơn 10% mẫu cà phê có điểm số thử nếm đạt 80 điểm trở lên và có thể sản xuất sản phẩm cà phê đặc sản. Đây là hướng đi mới nhằm nâng tầm giá trị thương hiệu cho cà phê mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột và góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng cà phê. Bản thân chúng ta là những cái nước sản xuất thì chúng ta phải theo cái giá cả của thế giới thôi. Tuy nhiên, nếu mà làm được cà phê đặc sản á, thì nó theo tôi cái ý nghĩa của nó nằm ở cái chỗ là nó nâng cao cái danh tiếng của cà phê Buôn Ma Thuột cũng như cà phê Việt Nam. Đắk Lắk có
có hơn 200.000 hecta cà phê, trong đó cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột khoảng 107.000 hecta. Đây được xem là lợi thế và tiềm năng để tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển cà phê đặc sản. Chi phí đầu tư có thể tăng từ 30 đến 50%, nhưng sản phẩm cà phê đặc sản được bán với giá cao hơn từ 2 đến 3 lần so với mặt bằng giá chung, tùy theo điểm chất lượng. Cà phê đặc sản đối với Việt Nam của chúng ta thì quá mới. Trong lúc cái thị trường cái nhu cầu thì rất lớn, dự báo thì theo tôi được biết thì khoảng trên 1.000 tấn hàng năm cái thị trường nội địa của chúng ta, nhưng mà chúng ta làm ra mới chỉ có vài trăm tấn thôi. Thành ra là không, giai đoạn hiện nay không có lo lắng gì về thị trường. Việc phát triển cà phê đặc sản sẽ giúp khai thác phân khúc thị trường mới, đa dạng hóa mặt hàng, góp phần nâng cao chất lượng của cà phê Việt Nam. Theo các chuyên gia ngành cà phê, khi cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột góp mặt ở thị phần này, cà phê Việt Nam nói chung, cà phê Đắk Lắk nói riêng sẽ khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế để Đắk Lắk trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Liên tục chương trình, thông tin về giá cả một số loại mặt hàng nông sản tuần qua. Con số hôm nay, Trung Quốc nhập 200.000 tấn dưa hấu mỗi năm và cơ hội để Việt Nam xuất khẩu bền vững vào thị trường này. Chuyện nhà nông, trồng dâu nuôi tầm công nghệ mới tại huyện Lâm Hà giúp nông dân làm giàu. Quý vị thân mến, liên tục chương trình hôm nay xin mời quý vị và bà con cùng đến với những thông tin cập nhật về giá cả thị trường một số mặt hàng nông sản đáng chú ý tuần qua. Thưa quý bà con, tuần qua giá nhiều loại hoa Đà Lạt như cúc, hoa hồng, lily, đồng tiền, lây ơn đều có giá ổn định so với tuần trước đó. Tuy nhiên, với các sản phẩm rau, củ, quả lại có một số biến động. Cụ thể, cà chua có giá 3.000 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký, hành lá 8.000 đồng một ký, đậu leo 8.000 đồng một ký, đều tăng 2.000 đồng một ký, ớt sừng 40.000 đồng một ký, tăng 3.000 đồng một ký, xà lách coron 12.000 đồng một ký, tăng 4.000 đồng một ký so với tuần trước đó. Cuối tuần qua, giá tiêu trên thị trường tiếp tục giảm thêm từ 500 đến 1.000 đồng một ký tùy nơi. Các doanh nghiệp và thương lái thu mua vào ở mức 43.000 đến 46.000 đồng một ký. Trong tháng 3, giá hạt tiêu tại hầu hết thị trường lớn trên thế giới đều có xu hướng tăng nhẹ. Trong khi đó, xét chung 3 tháng đầu năm, giá tiêu trong nước biến động theo chiều hướng giảm với mức giảm 6.000 đến 6.500 đồng một ký. Giá tiêu tụt dốc dẫn đến dư cung. Cùng với giá tiêu, cuối tuần giá cà phê nguyên liệu trong nước cũng giảm 1.000 đồng. Lúc này giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 30.900 đến 31.900 đồng một ký. Giá cà phê hôm nay tại Bảo Lộc, Lâm Đồng ở mức 31.000 đồng một ký. Giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà thấp đang có giá 30.900 đồng một ký. Tương tự giá cà phê tại Đắk Lắk, Kon Tum và Gia Nghĩa, Đắk Nông có giá 31.700 đồng một ký. Thưa quý vị và quý bà con, cũng liên quan đến câu chuyện giá cả thị trường nông sản, thời điểm này giá cam soàn trên địa bàn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang giảm mạnh so với cùng kỳ những năm trước. Anh Nguyễn Việt Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp hiện đang trồng 16.000 m2 cam soàn cho biết, với tình hình như hiện nay, hầu như vụ cam này anh lỗ nặng, không đủ chi phí trả tiền vật tư nông nghiệp vì giá cam soàn hiện đang dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký, chỉ bằng một nửa giá so với cùng kỳ năm trước. Mà hiện tại giá bây giờ thì 17-18 ngàn hả, so với mấy năm trước thì năm mấy 60 ngàn, thì bây giờ bán chưa được nửa giá tiền, cái công sức đổ ra rất là nhiều, mà với số vốn nó lớn nữa, rồi bây giờ cái giá đó thì chịu không nổi. Nguyên nhân giá cam giảm mạnh theo các nhà vườn là do hiện nay có rất nhiều địa phương trồng cam soàn, nhất là khu vực miền Đông, điều này làm cho nguồn cung vượt cầu. Được biết, hiện toàn huyện Lai Vung có trên 2.400 hecta trồng cam, trong đó diện tích cam soàn chiếm trên 70% diện tích, còn lại là cam sành và cam dây. Việc giá cam giảm đến một nửa so với cùng kỳ năm ngoái đang khiến nhiều nhà vườn rất lo lắng cho mùa vụ thu hoạch này. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, xin mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 200.000 tấn, đây là số lượng dưa hấu được Trung Quốc nhập khẩu trung bình mỗi năm. Ngoài Việt Nam, Trung Quốc còn nhập khẩu dưa hấu ở nhiều nước, trong đó có Malaysia và Myanmar. Được biết, tính riêng năm 2017, xuất khẩu dưa hấu của Việt Nam đạt 95,4 triệu USD, chiếm 3,4% tổng kim ngạch xuất khẩu trái cây, trong đó 90% lượng dưa hấu xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.
Để đẩy mạnh xuất khẩu dưa hấu vào thị trường Trung Quốc, ngành chức năng khuyến cáo về mùa vụ thu hoạch dưa hấu tại Trung Quốc cũng kéo dài từ cuối tháng 4 đến khoảng tháng 9 hàng năm. Do đó, thị trường Trung Quốc có xu hướng tăng cường nhập khẩu dưa hấu trong giai đoạn từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, nhất là trong khoảng thời gian trước Tết Nguyên Đán. Về các tiêu chuẩn xuất khẩu, Bộ Công Thương khuyến nghị các thương nhân sản xuất, xuất khẩu nông sản, trái cây nói chung, dưa hấu nói riêng, chủ động phối hợp với các nhà nhập khẩu Trung Quốc nghiên cứu và tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, cần tuân thủ kiểm nghiệm, kiểm dịch, bao bì đóng gói, truy xuất nguồn gốc của thị trường Trung Quốc, đặc biệt là quy định mới về đóng gói bao bì từ tháng 5 năm 2019 này. Trong trường hợp vườn trồng trái cây và doanh nghiệp đóng gói chưa nằm trong danh sách đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc đăng tải, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để được hướng dẫn cụ thể. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm, ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, trong những năm gần đây, cây dâu con tầm đã giúp nhiều bà con nông dân làm giàu. Trồng dâu nuôi tầm dần trở lại với sự phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có Lâm Hà. Ghi nhận phương thức trồng dâu nuôi tầm công nghệ mới tại huyện Lâm Hà. Mời bà con cùng theo dõi. Trong những năm vừa qua, hiệu quả kinh tế của cây dâu con tầm ở Lâm Hà, Lâm Đồng đã được khẳng định. Nông dân các xã Liên Hà, Hoài Đức và Đông Thanh, thị trấn Nam Bang đã đưa cây dâu tầm trở thành loại cây trồng cho thu nhập cao nhất trong các loại cây công nghiệp dài ngày. Đây là thành quả của hơn 3 năm chuyển giao nguồn giống dâu cao sản S7CB và VA201, ứng dụng kỹ thuật mới nuôi tầm gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm tơ kén ở địa phương. Gia đình ông Trần Đức Thọ ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, chỉ cần khoảng 3 sào dâu là đáp ứng đủ cho việc nuôi 3 hộp tầm một lứa. Gia đình ông cũng trồng giống dâu mới là CB07. Nhờ ứng dụng chuyển giao giống dâu cao sản và kỹ thuật mới nuôi tầm trên sàn nên sản lượng kén tăng rõ rệt. Mình đưa xuống nền đất á, thì cái thứ nhất là làm cho cái chất lượng của cái con tầm nó sẽ rất đảm bảo. Khi mà tại sao nó đảm bảo thì cái con tầm là cái da của nó là rất là nhạy cảm. Khi mình thay phân á, thì nó sẽ bị xây xước, nó sẽ rất là dễ bị nhiễm bệnh. Thế nhưng nếu như mình đưa xuống đất thì tuyệt đối cái việc thay phân là mình không cần thiết. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó giảm thiểu được cái ngày công lao động rất là nhiều. Cái năng suất của dâu tầm thì cũng rất là cao. Bây giờ nó như thế này thì phải cái ngày công nó giảm rất rất là nhiều. So với năng suất và giá cà phê, giá chè cành cùng thời điểm 3 năm vừa qua thì trên 1 hecta mỗi năm trồng dâu nuôi tầm giống mới ở Lâm Hà bằng các biện pháp kỹ thuật mới đã thu lợi nhuận cao hơn 2 đến 3 lần. Bình quân mỗi tháng chu kỳ nuôi từ tầm con tuổi 4, bà con nông dân có thể nuôi được 2 lứa tầm. Lâm Hà đã và đang hình thành các vùng trồng dâu nuôi tầm tập trung. Bước đầu hình thành các làng nghề ươm tơ dệt lụa tại vùng Tân Hà, thị trấn Nam Bang và xã Đông Thanh. Cây dâu tầm trở thành một trong 3 cây mũi nhọn của địa phương. Hiện nay thì xã có thành lập cái tổ hợp tác dâu tầm tơ và để liên kết giữa người nuôi, người thương mại, người thu mua kén và nhà ươm. Đã có 70 thành viên tham gia cái tổ tác, cái chuỗi liên kết từ người nuôi tầm cho đến người thu mua kén và người ươm tơ và có mặt tại địa phương. Hiện ở Lâm Hà đã hình thành nhiều cơ sở ươm tơ với máy móc hiện đại, công suất cao như cơ sở ươm tơ Huy Vạn Hạnh, công ty cổ phần Eco Green, mỗi năm cung ứng cho thị trường hàng ngàn tấn tơ thành phẩm đạt chất lượng. Với kỹ thuật nuôi tầm mới, tận dụng sàn nhà, né gỗ và những giống dâu đạt chất lượng, cùng với đó là sự liên kết với các đơn vị thu mua, ươm tơ dệt lụa trên địa bàn. Nghề trồng dâu nuôi tầm đã và đang mang đến công việc ổn định với giá trị kinh tế cao cho vùng đất Lâm Hà. Thưa quý vị, có thể thấy dù bất cứ ngành sản xuất chăn nuôi nào, nếu bà con nông dân biết cách ứng dụng công nghệ và áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, thì thành quả mang lại chắc chắn sẽ cao hơn so với phương thức truyền thống. Nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.